Thì à vậy tức là sở trường là chơi đùa tình cảm đúng không? Đánh với tổ đội ta chả hiểu sao ông cứ im im á. Sao đánh với bên này nói nhiều thế nhở? Thật ý. Sao? Không, tôi không thật sự đấy, tôi đang cảm thấy gọi là thật sự khá là thắc mắc ý. Nếu như mà ý là chơi với chơi 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 rank, tôi có xem chơi rank rồi. Đúng kiểu nó rất là nhiều luôn. À, tại sao phải chơi với tổ đội VTV? Im re, chả nói gì cả. Đấy với tôi cứ im ấy, ghét tôi à? Anh với Mai im là ghét Mai à? Thế là bảo là đẩy thuyền cho Mai à? Thế này là ghét Mai rồi. Có nói gì đâu. Ghét Mai rồi. Đó là một con người good boy.